Mua một tấm vé để xem Yona Show tại nhà hát Star Galaxy Hà Nội, bạn không chỉ được thưởng thức một buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn góp phần giúp một đứa trẻ có tấm vé đi tới bình an và hạnh phúc. Đây là hoạt động thiện nguyện gây quỹ để phẫu thuật cho các em bé không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục. Chương trình mang tên Vé đi tuổi thơ do Quỹ Thiện nhân và những người bạn, Quỹ phòng chống thương vong châu Á và chương trình nghệ thuật giải trí Yona phối hợp thực hiện. Hôm nay, nhà hát Star Galaxy tại Hà Nội có một nhân viên soát vé đặc biệt. Đó chính là chú lính chì thiện nhân, cậu bé được mọi người biết đến bởi câu chuyện kỳ diệu của chính mình. Bị bỏ rơi, bị thú rừng ăn bộ phận sinh dục, được mẹ nuôi Mai Anh nuôi dưỡng và được phẫu thuật để tái tạo bộ phận sinh dục. Những tấm vé xem Yona Show hôm nay chính là những tấm vé sẽ giúp những em bé không may khác được giúp đỡ để trở thành những cô bé, cậu bé lành lặn hơn, hạnh phúc hơn. Vì một tấm vé khi chúng ta mua, đi qua cửa soát vé, nó không còn giá trị. Khi mà cái thẻ vé xé đi nó không còn giá trị nữa. Nhưng cái tấm vé của chương trình Vé đi tuổi thơ này, khi qua cửa soát vé, xem xong một show diễn rất là hay, một show diễn nghệ thuật Yona Show đặc sắc, thì chúng ta lại cái vé đấy lại tiếp tục cái sứ mệnh của mình để mang cái tấm vé đấy cho nhiều những đứa bé khác có cái tuổi thơ mà trở về với tuổi thơ mà cái điều rất đơn giản tưởng như đứa trẻ nào cũng khó mà không có vì những căn bệnh của mình. Trong buổi ra mắt chương trình Vé đi tuổi thơ, một lần nữa câu chuyện về hành trình thiện nhân khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Tính đến tháng 6 này, chương trình thiện nhân và những người bạn đã có 9 đợt khám, tư vấn cho hơn 600 trẻ em không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục. Gần 200 ca phẫu thuật miễn phí đã được thực hiện. Nguồn kinh phí hoạt động của chương trình là từ sự ủng hộ của cộng đồng. Những tấm vé của Yona Show sẽ là sự tiếp sức mới giúp hành trình thiện nhân tiếp tục đem lại tương lai tốt đẹp hơn cho nhiều em nhỏ. Yona Show là một chương trình mà rất được các bạn trẻ yêu quý. Chính vì thế mà khi mà nhìn thấy anh em thiện nhân rất là thích cái chương trình này thì là chúng tôi đã với cái mong muốn đầu tiên là đồng hành cùng với quỹ thiện nhân của các bạn. Và sau đó là chúng tôi muốn mang lại cho tất cả các con có một cái mùa hè ý nghĩa khi mà cùng có thể chung tay với cả anh em nhà thiện nhân để góp những cái tấm vé vào cái trạm vé anh hùng của chương trình Vé đi tuổi thơ. Tôi nghĩ rằng là ngoài việc là có thể có cơ hội để thưởng thức một cái chương trình nghệ thuật của các con thì bản thân các con cũng sẽ cảm thấy có cái ý nghĩa khi mà các con tham gia được cái chương trình này bằng một cái hành động rất là thiết thực như thế. Yona Show là chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự kết hợp nhiều yếu tố giải trí trong cùng một vở diễn, trong đó xiếc là chủ đạo, kết hợp cùng vũ đạo, diễn xuất, âm nhạc và các hiệu ứng sân khấu hiện đại. Các nhân vật với tạo hình tuyệt đẹp, phối hợp ăn ý tới từng giây với các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và trình chiếu video 3D tạo nên những hiệu ứng mê hoặc, lôi cuốn. 1.000 vé từ các suất diễn Yona Show trong mùa hè này được dành tặng hoàn toàn cho chương trình Thiện nhân và những người bạn.